Xuân 7 là một trong những thí sinh được yêu thích nhất tại Rap Việt mùa 2. Khi vừa lộ diện ở vòng 1 Rap Việt mùa 2, Xuân 7 đã khiến huấn luyện viên Quơ Quy Đạp cần đặt cọc, Bin và Zimatic thi nhau tranh giành. Xuân 7 được xem là niềm tự hào của Midside, là cộng đồng các nghệ sĩ underground tại miền Trung, phân biệt với Northside miền Bắc và Southside miền Nam, khi không chỉ là một rapper kỳ cựu mà còn là một nhà sản xuất âm nhạc, nhạc sĩ tài năng, người thầy của nhiều rapper hậu bối thành danh. Chính vì thế, anh được xem như một trong những ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị quán quân chương trình. Thế nhưng mới đây, trong cộng đồng chuyên bàn tin rap đã lan truyền đoạn tin nhắn giữa Xuân 7 và một người thân cận. Thầy Xuân 7 bày tỏ anh bị đừ khi luôn bận rộn ghi hình đến khuya. Đáng chú ý, khi được hỏi anh nghĩ ai giành chiến thắng thì Xuân 7 chia sẻ rằng ai thắng thì thắng chứ anh không thắng rồi đó. Anh không muốn vào sau, mệt lắm. Người thân cận khẳng định Xuân 7 đã vượt qua vòng 2 nhưng vào top thì nam rapper không muốn. Bức ảnh được lan truyền khiến fan Xuân 7 vô cùng tiếc nuối, lo sợ anh sẽ bỏ cuộc giữa chừng ở vòng 3. Tuy nhiên cũng rất có thể đây chỉ là cú lừa của thầy Xuân 7 vì không muốn bị boy thông tin mà thôi. Muốn biết rõ thực hư ra sao, Xuân 7 có dừng chân ở vòng 3 không, có lẽ người hâm mộ phải đợi thời gian trả lời rồi. Tại Rap Việt mùa 2, Xuân 7 là thí sinh được chọn nhanh nhất, không ồn ào cũng chẳng cần phải cố gồng mình. Bằng sự điềm đạm cùng chất nhạc mộc mạc sâu lắng trong âm nhạc, Xuân 7 đã chinh phục thành công các huấn luyện viên với bản rap Back to Hometown dựa trên bài hát gốc Đêm nay anh mơ về em. Xuất hiện trên sân khấu, Xuân 7 đã khiến huấn luyện viên Quơ Quy Đạp cần đặt cọc và khẳng định với MC Trấn Thành rằng em bấm trước em khỏi cần kiểm tra chất lượng luôn anh, trước sự ngỡ ngàng của người xem. Không chờ đợi lâu hơn được nữa, ngay sau khi câu hát đầu tiên của Xuân 7 vừa cất lên, huấn luyện viên Bin đã lập tức chọn và rồi sau đó Kazik và Zimatic cũng lần lượt bị chinh phục. Giây phút xúc động khi được hỏi về việc vì sao đã có thành công nhất định vẫn chọn đến với chương trình, nam rapper Xuân 7 bất ngờ đáp rằng tại vì tôi thấy mình chưa thành công. Ngay khi câu trả lời của Xuân 7 được đưa ra đã tạo nên khoảng lặng trên sân khấu, huấn luyện viên Quơ Quy thì trải lòng, cái đạp này của Quơ Quy không phải để kéo bạn về team. Thật sự ở vị thế của bạn, Xuân 7 có quyền lựa chọn về với bất cứ đội nào ở đây, Quơ Quy vẫn đạp để cho khán giả biết rằng đây là nhân vật xứng đáng. Với kinh nghiệm hoạt động rap hơn 10 năm, Xuân 7 được biết đến không chỉ là một trong những người đầu tiên du nhập autotune về Việt Nam, mà anh còn là người đã hướng dẫn rất nhiều rapper thành danh. Ngay tại sân khấu Rap Việt mùa 2, bộ 6 đã thể hiện sự kính trọng Xuân 7. Xuân 7 bắt đầu bước chân vào làng rap từ những năm 2007 và đã liên tục hoạt động nghệ thuật được 14 năm, thâm niên thậm chí hơn so với nhiều huấn luyện viên. Giám khảo tại Rap Việt Bin lẫn Quơ Quy bắt đầu hoạt động từ năm 2008, Kazik và Zimatic từ năm 2009. Xuân 7 còn là thủ lĩnh của một nhóm rap do anh sáng lập mang tên DCOD với thể loại chính theo đuổi gồm Trap, Cloud Rap, Melodic Hip Hop, Asian Trap. Phong cách rap của Xuân 7 là một màu sắc khác biệt, anh sở hữu tư duy độc đáo nhẹ nhàng nhưng lại đầy chiêm nghiệm. Định hướng của những bài rap mang tên Xuân 7 chủ yếu là rap về các vấn đề cuộc sống và thể loại lo-fi nhẹ nhàng. Một số track tiêu biểu của anh có thể kể đến như Con tim tao đau quá men, Rót cho vơi bớt đi sầu lo, Mark Sọp, năm 2021. Anh có ra mắt ca khúc I Man kết hợp cùng đàn em MCK. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu thấy hay và hấp dẫn hãy để lại bình luận động viên, bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé. Chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe cũng như luôn thực hiện tốt thông điệp 5K để bảo vệ bản thân cũng như mọi người xung quanh nhé.